trận đấu thứ tư, trận đấu đôi nam, thành tích đối đầu giữa Hà Nội và Bắc Ninh đang là 2-1 nghiêng về phía Hà Nội. Trận đấu thứ nhất, Lê Thanh Lâm của Hà Nội thua Tuấn Anh của Bắc Ninh. Trận đấu thứ hai, Tiến Tuấn của Hà Nội thắng Hồng Tiến của Bắc Ninh. Trận đấu thứ ba, Hồng Nam của Hà Nội thắng Nghiêm Đình Tuấn của Bắc Ninh. Và trận đấu thứ tư này, trận đấu đôi nam, cặp đôi áo đỏ, cặp đôi Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy, cặp đôi áo tím Phan, cặp đôi Xuân Hưng và Trung Đức của Bắc Ninh. Đội tấn công Hà Nội, thủ cầu chìm rất hay. Lập tiếp xem nào, thủ rất hay, non rồi, vẫn thủ được, vẫn bắt được. Hay quá. Thủ cầu rất an toàn từ Xuân Hưng, non rồi, vẫn thủ được, vẫn thủ được, vẫn được rồi. Gửi lời cảm ơn đến mọi người nhá. Trận đấu bắt đầu. Thủ cầu rất tốt từ cặp đôi Bắc Ninh. Thủ cầu cạch từ Bắc Ninh. Đây, những ai cầm 11 là những người Dương chia sẻ đúng không ạ? Cảm ơn anh Thắng, chị Đức, cảm ơn Dương Phạm, cảm ơn Tính Nhất, cảm ơn Qua Đặng, cảm ơn Trần Như Hòa phát cầu. Hay quá nhỉ, rất khéo léo. Nguyễn Việt Hồng, cảm ơn anh Thế Việt, cảm ơn Hiếu Nguyễn nhá. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp chia sẻ. Rất hay, 3-2 cho Bắc Ninh. Xuân Hưng tay vợt cao hơn, sinh năm 99. Tài cầu vừa đủ qua, cầu lật lưới 4-3 cho Bắc Ninh, đánh giá là rất ngang tài ngang sức. Đôi nữ được trực tiếp trên kênh Thể Thao TV nhá. Công điểm 4 đều cho Hà Nội. Cầu lỏng rất hay từ Trung Đức. Ngoài sân, học Quốc Học lên được 6 điểm và lên được 10 điểm. Đập cầu rất căng. Trung Đức tuy không cao nhưng cầu năng rất hay. Giải đấu này mọi người hãy thưởng thức đi. Và hãy thỉnh thoảng giúp mình chia sẻ live stream để có nhiều người thưởng thức hơn. Tấn công. Ở ngoài sân, mọi người cho ông biết là chất lượng mạng có ổn không ạ? Có một số người đang comment là mạng mờ. Ok, có những người nói là ok lắm nhưng sao có những người lại... À, Trung Đức, Kenvin và Hưng Con. Rất tiếc ngoài sân mất rồi. Tối Hùng đăng ký gói mạng 5G mà Hùng nghĩ rằng chất lượng mạng sẽ ổn thôi. Trung Đức thủ cầu rất lì. Cầu chạm đất rồi, 10 đều. Điểm 10 đều. Độc cầu. Hay lắm. Là Bắc Ninh, xa màn hình là Hà Nội nhá. Điểm ra là 11-10 cho Hà Nội. Cầu hai nhịp khá ngẫu hứng. Thủ cầu vẫn rất to. Ngoài sân 11-10. An thua 3-0, anh Ngọc Hiếu ơi, đánh rồi, Chí Minh thua 3 đơn này, đúng rồi. Đập cầu. Đập cầu rất căng tiếp. Thủ này. Rồi, ăn rồi. Rất hay. Nghe nói là mấy lưỡi ly trông hơi vào đánh giải. Bắn lưới nhanh, cơ hội tấn công. Cầu ngang rất hay rồi, cày vượt mất rồi. Đánh với đội này cao một tí là chết ngay. Cầu lỏng rất hay từ Văn Tú, Văn Tú thứ nhất. Thủ tí rất hay. Chúng ta sẽ Thái Bình giành chiến thắng nha mọi người. Thành phố Hồ Chí Minh vào chung kết 16-15. Rất hay. Nếu mà Bắc Ninh thắng trận đấu này thì thành tích đau đối đầu đang là 2-1 nghiêng về phía Hà Nội. Bắc Ninh thắng trận này cũng rất khó để có thể giành chiến thắng trước Hà Nội, bởi vì cặp đôi chính là thành phố hay. Xuân Hưng rất tập trung. Văn Tú giao cầu. Cơ hội tấn công. Sớp. Hay quá. Cơ hội tấn công Hà Nội. Thủ cầu chìm rất hay. Lập tiếp xem nào. Thủ rất hay. Non rồi.
vẫn thủ được, vẫn bắt được. Hay quá. Thủ cầu rất an toàn từ Xuân Hưng, ngon rồi. Vẫn thủ được, vẫn thủ được, vẫn được rồi. Sau giải đấu này đúng sẽ là rất đáng tiếc và bạn lưới lượt 1 vừa rồi của cặp đôi Xuân Hưng Trung Đức. Điều Lương Tuấn Huy phát cầu. Cầu ngang rất hay từ Trung Đức. Vâng. Kawasaki đâu nhá. Anh là Nguyễn Văn Hùng. Support Hùng. Vâng, vẫn còn. Thủ cầu rất chỉ. Vẫn còn kìa. Nói Trung Đức là thủ cầu rất hay và đánh lưới ngang cũng rất hay. Kéo quá nhỉ. Vẫn còn. Ok, Tiến Cần, anh đang bận cả tuần nay là mình có thời gian trả lời. Tỷ số chung là đang là 2-1 cho Hà Nội ạ. Cầu rất không. Tối mai đánh từ 7 giờ nha mọi người. Nếu ai muốn xem Tiến Minh thi đấu thì mọi người hãy vào, hãy xem lúc 7 giờ nha. Tiến Minh bao giờ cũng ra trận đầu tiên. Đi bắt bài nhưng mà cũng phải cố gắng. Cầu ba. Bốn mươi bốn. Trượt. Lương Tuấn Huy vừa bị trượt một cú rất đau. Xuân Hưng giao cầu. Quá căng. Ép cầu rất căng. Đồng đội giữa Hà Nội và Bắc Ninh. Ép cầu rất nhanh từ Xuân Hưng. Vô cầu. Anh chú làm một đều nhé. Ngoài sân 21-10 cho cặp đôi Hà Nội. Vâng, vậy là trận đấu thứ 5 sẽ không được đánh.